Son đâu con? À, bố ạ. Anh Tố đâu rồi hả bố? Ui. Con mua quần áo mới cho anh ý rồi đây này. Ai biết nó ở cái xó xỉnh nào. Nay cái Tư nó không đi bán hàng, thế mà ra ra vào vào, mặt mũi thì như đâm lê, khó chịu. Anh Tố nhớ cô Tơ rồi. Mới không gặp nhau một tí mà đã tương tư. Ôi dồi, kiểu này có khi phải cưới gấp đấy bố ạ. Cưới quắt đi cho nó rảnh nợ. Ơ anh Tố, em mua quần áo mới cho anh này. Anh không thích thì cứ bảo em, để em ra đổi mẫu khác. Mang trả đi. Sao thế? Mày với cái Tơ lại giận nhau à? Không phải việc của bố. Nếu mày không muốn tao quan tâm nữa thì người lớn lên một tí đi. Yêu đương giận hờn mà cứ như là ngày tận thế. Mặt mũi thì lúc nào cũng ủ giọt. Hãm. Không gọi được cho cô ta, cô ta biến mất rồi. Vâng, em biết rồi. Anh cứ làm việc đi. Qua kia ngồi con. Bố ơi, anh Đạt vừa mới bảo tối nay bận đi duyệt chương trình nên không về ăn được. Cả nhà mình ăn cơm trước đi ạ. Tố, thế mày không biết nhà con Tư thật à? Ai biết. Bố, vừa nãy con có ra chợ hỏi, cô Tư vẫn đặt hàng cho ngày hôm nay. Anh Tố này, em nghĩ chắc cô Tư có việc gì đó thôi. Hay là bố cô ấy bị ốm mà không muốn nói cho anh biết. Thôi, từ nay không ai nhắc đến chuyện này nữa. Mày lại đi đâu đấy? Ông chủ, cho chai nữa. Đến tuổi này rồi mà vẫn để bố phải lo. Bố lo cho con không phải là vì con kém cỏi, mà là vì con thiệt thòi hơn các em. Giá mẹ con không mất sớm, giá như bố có thể lo được cho ba anh em được ăn học tử tế, tất cả là do bố. Tại bố. Là tôi kém cỏi nên
đáng bị khinh. Tránh ra! Tôi đi được. Còn mệt, sao nghỉ thêm một lúc nữa đi con. Bốn mùa xôi đây, ăn đi rồi làm gì thì làm. Mà sao mày cứ phải hành xác mãi thế con? Đàn bà con gái thiếu gì, không có đứa này thì có đứa khác.